đội bóng châu Á có thể gặp nhau trong trận chung kết World Cup 2023. Nhật Bản rất mạnh, trong khi đội Úc nằm ở nhánh đấu khá nhẹ ký. Hai đội bóng châu Á có thể đụng độ ở trận chung kết World Cup bóng đá nữ năm nay. Lợi thế rất lớn dành cho đội Úc đồng chủ nhà của World Cup 2023, đó là đội này nằm trong nhánh đấu rất nhẹ ở giai đoạn đấu loại trực tiếp. Sau khi vượt qua Đan Mạch ở vòng 16 đội vào chiều 7 tháng 8, các đối thủ tiếp theo của đội Úc không quá nặng ký. Úc sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Maroc ở tứ kết. Trong số này, Maroc là tân binh mới lần đầu tham dự vòng chung kết World Cup. Còn với đội Pháp, lần gần nhất đội bóng châu Âu này giành quyền vào bán kết một kỳ World Cup vào năm 2011. Ở hai kỳ giải gần đây nhất, Pháp vào đến tứ kết. Dù vậy, Pháp không nằm trong nhóm đại gia của bóng đá nữ thế giới. Tại Olympic Tokyo diễn ra vào năm 2021, đội Pháp thậm chí còn không qua nổi vòng loại. Chứng tỏ đội bóng này khá thất thường. Nếu vượt qua đội Pháp hoặc Maroc ở tứ kết, Úc có thể sẽ đối đầu với đương kim vô địch châu Âu là đội Anh ở bán kết. Anh sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Colombia và Jamaica ở tứ kết. Trên danh nghĩa, đội bóng đá nữ nước Anh là đội mạnh nhất châu Âu, nhưng trên thực tế có thể không phải như vậy. Ở trận đấu thuộc vòng 16 đội gặp Nigeria ngày 7 tháng 8, đội Anh chơi không đa dạng. Lối đá chạy nhiều và sử dụng nhiều bóng dài của đội Anh không gây khó cho các đối thủ mạnh về thể lực, cũng như sở hữu dàn cầu thủ có thể hình tốt. Đây là những yếu tố mà đội Úc đều có. Ngược lại, các cầu thủ Anh không mạnh về kỹ thuật. Đây là yếu tố mang tính truyền thống của bóng đá Anh nói chung, cả nam lẫn nữ. Đội Anh không có dạng tiền đạo lắt léo, giỏi xoay sở trong phạm vi hẹp, trong khi đây lại là dạng tiền đạo mà hàng thủ của đội Úc ngán nhất. Nên Úc sẽ không e ngại khi đối đầu với nhà đương kim vô địch châu Âu nếu cả hai cùng lọt vào bán kết. Ở nhánh đấu còn lại, tuy đối diện toàn đấu thủ mạnh Thụy Điển ở vòng tứ kết, Hà Lan hoặc Tây Ban Nha ở bán kết, nhưng Nhật Bản là đội bóng có thực lực. Nếu tiếp tục đạt phong độ cao, đội bóng nữ đến từ xứ sở mặt trời mọc đủ sức đánh bại mọi đối thủ ở World Cup năm nay. Chính vì thế, kịch bản rất đẹp đối với người hâm mộ bóng đá châu Á, đó là hai đội bóng cùng thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á AFC gặp nhau trong trận chung kết World Cup 2023. Ở các kỳ giải trước đây, dù có giai đoạn đội Nhật Bản vào chung kết các năm 2011 và 2015 và Trung Quốc vào chung kết năm 1999 rất mạnh, nhưng chưa bao giờ bóng đá châu Á có hai đội cùng vào trận chung kết World Cup, chưa bao giờ trận tranh ngôi vô địch thế giới là chuyện nội bộ của AFC. Lần này thì bóng đá châu Á thật sự đứng trước cơ hội lớn để làm được điều đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.